Nay mình muốn giới thiệu tới các bạn một cái dòng tai nghe khác, tai nghe chơi game. Đây các bạn nhìn này, đẹp không? Cực kỳ là đẹp luôn. Với trong tầm tiền 300 nghìn. Đây là một cái thương hiệu Lenovo các bạn nha. Đây. Lenovo XT95. Thinh Plus. Mở ra này, mình mở ra này. Đấy, đẹp không? Đèn này đổi màu này, đó, màu đổi màu này. Đẹp chưa? 1 giây đổi một màu nhá. Thì mình sẽ rút cái tai nghe cho các bạn xem cụ thể. Đây, này nó cũng có hít nam châm. Đấy, đây là tai nghe này. Để mình lấy cả 2 chiếc. Đây là tai nghe. Thì đây là với bóng sáng này. Bóng này là báo khi sạc pin này, khi kết nối này. Đấy, tai nghe đây. Theo như công bố của nhà sản xuất thì chiếc tai nghe này nó chống nước, có chức năng chống nước. Mỗi một chiếc tai nghe này thì là dung lượng pin là 30 mAh. Các bạn có thể nghe nhạc liên tục trong vòng 4 tiếng hoặc là đàm thoại thì cũng tương tự như vậy. Nghe nhạc chơi game. Khi mà các bạn kết nối thì kết nối rồi, bấm một lần thì phát nhạc, bấm một lần nữa dừng. Bấm 2 lần liên tục là qua bài. Bốc sạc thì sử dụng chân sạc Type-C. Chân sạc này thì là bây giờ rất là phổ thông, sau này iPhone cũng dùng. Đây là cái hộp đựng pin của nó phía bên trong cho các bạn xem này. Đấy, bên dưới có 2 cái chân đồng để tiếp pin này, rất đẹp luôn. Cái hộp này thì nó có hít nam châm, rất chắc, cầm nó rất là chắc, nặng tay và cực kỳ đẹp, thiết kế đẹp, cực kỳ là tinh xảo. Tên thương hiệu Lenovo, đây là mặt hàng nội địa của Trung Quốc mình mới đặt. Tầm tiền này thì các bạn không thể tìm được một chiếc tai nghe nào có thiết kế và âm thanh bằng con này được. Mình cứ tính là khoảng 300 đi các bạn nhé. Đấy. Đẹp lắm, các bạn mua đi. Mình thì mình không bán hàng, thế nhưng mà bạn nào có nhu cầu mua thì mình sẽ để cái địa chỉ cửa hàng. Cái giá mà lúc các bạn mua có thể sẽ bị đắt, tại vì là cái này nó lúc thì họ giảm giá khuyến mại, lúc thì họ bán giá gốc. Họ bán khuyến mại chỉ ngày nào đó thôi để thu hút khách hàng. Thì khi mình mua thì mình được tặng thêm cái hộp này nên mình ốp vào luôn, cho nên là review các bạn cũng không được kỹ. Đây là phiên bản màu 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 ghi. Nó còn có phiên bản màu đen. Thế nhưng các bạn dùng màu ghi cũng được. Mình nghĩ là nó có cái hộp này thì nó sẽ rất là sạch đẹp. Đấy, đẹp chưa? Thinh Plus XT95 Pro. Chưa đến 300 ngàn. Tầm này là vô đối rồi các bạn. Pin nó rất là trâu. Rồi, cảm ơn các bạn nhé. Hy vọng là các bạn sẽ thích cái dòng sản phẩm này. Đấy, mình mua thì mình thấy nó rất là đẹp. Nếu mà không giới thiệu cho bạn bè mình hoặc những người xem kênh mình thì là nó hơi là đáng tiếc. Thay vì là các bạn mua những dòng khác cả triệu bạc, chưa chắc đã đẹp như thế này. Mình nói thật luôn, trên thị trường 1 triệu thì các bạn chắc không tìm được cái tai nghe nó có thiết kế cái dạng gaming đẹp như thế này đâu, mà chính hãng. Hy vọng là các bạn sẽ thích nó. Rồi, xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở những cái video tiếp theo của mình nha. Xin chào.